Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Tiến Alpha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chạy nốt một dàn rất là lớn. Đó chính là Near ha. Thì Near cũng theo cái trend thì nó cũng cho mọi người một cái chương trình, đó chính là hướng dẫn để mà mọi người chạy nốt, trở thành một người chạy nốt là như thế nào. Đó chính là Stake War ha. Stake War của Near này. Đây là chương trình Stake War của Near ha mọi người. Thì truy cập near.org Stake War. Đấy, run ở Near nốt nào. Đây, thì mọi người lên trang này mọi người đọc qua về cái đấy, nó cũng dạng như là incentivized testnet ha, và nó có cái giải thưởng khá là lớn, đó là 4,5 triệu NIR ở dạng delegation reward và 250.000 đô ở dạng NIR unlock. Thì những cái dạng như này thì mình sẽ cụ thể như nào thì mình sẽ nói tiếp những phần ở trong tiếp theo ha. Tiếp theo mình sẽ nói ha, cụ thể ha. Đây, chúng ta bắt đầu từ đâu? Thì đầu tiên là truy cập cái trang này để mọi người có những thông tin mới nhất ha. Tiếp theo là mọi người sẽ điền cái form này. Thì cái form này mọi người bấm vào điền như bình thường ha. Đây, và cuối cùng là mình sẽ thực hiện những thử thách ở trong cái GitHub này. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ truy cập cái trang này để mình đọc về những cái FAQ cũng như là những cái rule của nó ha. Đấy. Trong này là nó có những cái challenges, tức là những cái thử thách mà mọi người cần phải vượt qua. Thì những thử thách này nó sẽ update thường xuyên. Đấy, hiện tại là hôm bữa mình vô là có 5 thử thách, bây giờ là có 7 thử thách rồi ha. Đấy. Và những cái rule mình phải đọc qua những cái rule của nó, luật của nó ha. Thì mình sẽ lược qua những cái chính ra nha. Đấy. Thì đầu tiên là cái chương trình này bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 2022 và kết thúc vào ngày 9 tháng 9 ha. Thì mọi người phải làm là những cái tác phẩm gọi là những cái mọi người phải tự làm và không được copy của những người khác ha. Rồi, ok, tiếp theo là mọi người đây và những cái dạng 50.000, mỗi người sẽ được tối đa 50.000 NIR ở dạng delegation, thì những thì và 500 NIR ở dạng granted ha. Thì nặng thì nặng thì mỗi cái delegation point á, thì nó sẽ được chuyển thành dạng 500 NIR đấy ở dạng delegated, nhưng mà nó sẽ bị khóa trong tài khoảng 1 năm đấy, kiểu block ấy, delegation mà. Còn đối với Grand Point á, thì mỗi cái Grand Point thì mọi người sẽ được tương ứng với là một unlock near luôn đấy, thì nó tối đa mỗi người sẽ được là 50.000 near delegation và 500 near granted, ok ha. Đó, đó là những điểm quan trọng mình cần phải chú ý ở trong cái chương trình này. Thì chương trình này khá là lớn và kỷ niệm cũng khá là dài, nên là mọi người và cũng như thử thách nữa, nên là mọi người cố gắng đồng hành cùng mình ha. Đó. Rồi, như thường lệ thì video này chỉ nhằm mục đích là thông tin chia sẻ chứ không phải là lời khuyên đầu tư nhé mọi người. Đấy, mọi người chú ý. Rồi. Đầu tiên, bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách đầu tiên, thách số 1. Ha. Khá là nhiều thách ha, nên là trong video này mình sẽ chia làm nhiều cái video. Tiếp theo mình sẽ nói về sự thách thứ hai, thứ ba, thứ năm sau ha. Bây giờ là mình sẽ thực hiện thử thách đầu tiên trong video này. Đấy, đầu tiên là thử thách số 1 này. Thách số 1 thì đầu tiên là mọi người cần phải biết tạo ví ha. Đấy, tạo ví đơn giản thôi, mọi mình có biết một cái bài cụ thể cái cách tạo ví như nào. Mọi người truy cập với cái đường link mình dưới để ở dưới trong phần mô tả luôn nha. Đó, tạo ví sắc nét này. Đầy đủ luôn, chi tiết cho mọi người. Cách tạo ví như nào. Và khi tạo ví thành công thì mọi người sẽ được 2.000 NIR token ở dạng testnet ha. Sắc nét đấy, sắc nét chưa? Ok ha. Tiếp theo là sau khi tạo ví thành công này, mình sẽ cài đặt Near CLI. Thì để cài đặt Near CLI thì mình cần phải có một cái VPS ha, hay một VPS hoặc một cái máy tính ở đó để mình cài đặt. Thì mình sẽ lựa chọn nó chính là một địa chỉ cloud, cái nhà mạng cung cấp VPS. Đó chính là mình chọn Contable ha. Contable thì nó mới đủ, nó rẻ và nó đáp ứng được với cái cấu hình ở đây, cấu hình ở bên Near yêu cầu như là 4 core CPU, 8 GB và 500 GB SSD ha. Đấy. Thì đầu tiên mọi người sẽ truy cập cho mình cái link đó chính là jenny.us sạc contable. Đấy. Jenny.us sạc contable ha. Đấy, thì mọi người thấy là Contable là nó có giá rẻ nhất so với những cái nhà cung cấp VPS khác ha, cloud VPS khác. Đấy,
Thì khi mỗi khi mà mọi người mua VPS ở Contable, kể cả khi mọi người đã có tài khoản ở Contable rồi nha, thì mọi người sử dụng cái link lúc nãy của mình ấy, tính là genius.us.contable ấy, thì mọi người sẽ được hoàn lại 2 đô đấy, khi mọi người điền cái form ở đây đấy, cái form mình sẽ để dưới một phần mô tả luôn nhé đấy, mọi người sẽ điền cái order ID VPS nó đã, khi mà mọi người mua xong nó sẽ gửi tới trong Gmail cho mọi người ha, sau đó mọi người điền thông tin nhận nhận tiền này ha. Đấy đấy, thì khi mọi người sử dụng link này cũng là đồng thời cũng đã ủng hộ mình rồi nhé. Đấy, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ link nhé, jenny.us.contable, rất là dễ nhớ thôi. Mỗi lần mọi người mua VPS đó, mọi người cứ gõ cái link này cho mình thì mọi người sẽ được hoàn lại 2 đô đấy, khi mọi người điền cái form này đó. Ok ha. Rồi đấy, thì đối với cái chạy nốt niên này mình sẽ chọn con VPS SL ha. Đấy, SL, select này. Đấy, mọi người thông số khác cứ để mặc định ha, sau đó mọi người điền cho mình cái password. Đấy, password ha. Đấy, các bạn mặc định thì mọi người sẽ cần hai cái, nhất là khi mọi người mua xong, mọi người make order ha. Khi mọi người mua xong, mọi người sẽ có một cái IP, nó sẽ được gửi cho trong Gmail. Thì mọi người phải đợi lát thì nó mới, bên nhà cung cấp thì nó mới gửi cho mình cái Gmail này. Đó, mình cần lấy đi IP và cái password này là cái password lúc nãy mình điền này. Đó, thì khi mà có hai cái đó xong thì mọi người sẽ mới tiến hành kết nối với VPS được ha. Sau khi mà mọi người đã có IP, có password rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối với VPS. Thì để kết nối với VPS thì đối với những người dùng hệ điều hành macOS thì mọi người có thể dùng terminal có sẵn ở trong cái ở trong cái máy tính ha. Còn thứ hai á, nếu mọi người dùng Windows OS thì mọi người phải cài thêm một phần mềm Putty ha, putty.org này. Thì khi mọi người cài Putty này thì mọi người sẽ có thể kết nối được tới VPS thông qua giao thức SSH ha. Thì để mà xem Putty như nào thì mọi người lên YouTube gõ nhá, cách sử dụng Putty đơn giản thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện giao dịch đầu tiên. Để mình sẽ quay lại giao dịch đầu tiên nha. Ok, mọi người mở terminal lên, nó gọi lại này. Nếu mà trường hợp mọi người nó báo lỗi như này, tức là mọi người đã reset, tại vì mình đã reset cái VPS này rồi nên là nó sẽ báo lỗi như này. Thì để khắc phục lỗi như này thì mọi người sẽ gõ cái lệnh này trước khi mọi người kết nối ha, SHKEY GEN, sau đó error, tách ra cái error điền chỉ IP. Rồi, sau đó mọi người mới kết nối lại ha. Edit has extra root a còng. Rồi cho mình chết. Rồi sau đó giảm bát cục. Ok ha, vậy là đã kết nối thành công tới VPS ha. Rồi, kết nối thành công VPS, mọi người tiếp theo là thực hiện đầu tiên update VPS. Update VPS. Mọi người đợi mình tí, mình cho nó nhỏ lại tí. Ok, rồi là sau khi nó thành công, mọi người sẽ kết nối đầu tiên cho mọi người sẽ update VPS ha. Mọi người nhắn vào. Đợi một lúc ha. Mấy cái nào không cần thiết thì mình sẽ thu nhanh nhé, để bạn cùng mọi người đợi lâu. Sau đó thì mọi người sẽ cài Node.js và NVM ha. Học từng bệnh nha.
là cài JS. Đấy, tí nha. Tiếp theo là kiểm tra version, thế mọi người đơn giản cứ chấm khỏi bỏ qua được version này được rồi, kiểm tra cái này cũng để thôi. Tiếp theo mọi người sẽ cài Near CLI nhé. Vào đây. Mấy kiểm tra này mình mọi người không không cần kiểm tra được. Tại mình cài rồi mà. Cái nào quan trọng mình sẽ chạy lệnh nó ra. Rồi, sau khi mà cả xong như xử lý rồi thì mọi người tạo môi trường làm việc nhé. Tiếp theo. Rồi. Sau khi tạo môi trường mấy cái này kiểm tra thôi cũng không có gì hết nhé. Kiểm tra new proposal hay là những cái validator hiện có hay là những cái validator thì khỏi cần. Khỏi cần kiểm tra ha. Rồi. Để kiểm tra những cái validator hiện tại có gì thì mình bấm vào đây. Đó, thì nó hiện ra những cái validator hiện tại có ha. Đó, sau đó mọi người sẽ bấm tiếp tục. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái task đầu tiên ha. Ok. The storms we chase are leading us, and